Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ lý do vì sao mình ngừng làm podcast hơn nửa năm nay. Episode cuối cùng của mình được up lên vào ngày 30 tháng 3 năm nay. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 10, tức là đã gần 7 tháng kể từ ngày mà mình không còn làm podcast nữa. Lý do vì sao thì nếu mà để nói cho hay ấy, nghe có vẻ hợp lý, tình hợp lý thì là sau cái podcast cuối cùng đó là bước sang tháng 4, thì cái thời điểm đầu tháng 4 là lúc con mình tròn 6 tháng tuổi và bắt đầu ăn dặm. Thì lúc đó mình chỉ tập trung vào việc ăn dặm của con thôi, nên mình không còn thời gian để làm podcast. Bản thân mình thì chỉ có thể tập trung làm tốt một việc tại một thời điểm, nên mình đã chọn ưu tiên vào việc ăn dặm của con. Tuy nhiên đấy là nói cho hay thôi, nó vẫn là một cái dạng excuse cho bản thân để chối bỏ tội lỗi. Mình vẫn còn nhớ cái câu kết của episode cuối cùng. Mình đã nói chính xác thế này nhá: mình sẽ ghi âm phần 2 và mình sẽ post lên podcast sớm nhất. Nghe hay không? Nói như đúng rồi, là sẽ ghi âm, sẽ post, rồi lại còn là sớm nhất. Khi ngồi nghe lại, mình thấy cực kỳ xấu hổ. Lời hứa nói ra nghe thì rất là hay, nhưng mà vẫn chỉ là lời hứa. Nói thì luôn dễ hơn làm. Đáng lẽ mình phải nói, các bạn đợi hơn nửa năm để nghe tiếp phần 2 nhé. Ở thời điểm này, số lượng người nghe podcast của mình đã giảm đi đáng kể. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Mình có làm podcast nữa đâu, không trồng cây thì làm gì có quả. Mình cảm thấy có lỗi nhất với những bạn đã theo dõi podcast của mình từ những ngày đầu. Các bạn đã tin tưởng, ủng hộ, lặng lẽ theo dõi mình qua từng episode mới. Rồi đùng một cái, không một lời từ biệt, mình đột ngột im lặng hơn nửa năm qua. Thực sự là mình có nghĩ đến, luôn nghĩ đến những điều mình muốn chia sẻ. Nhưng mình không vượt qua được cảm giác lười và ngại. Mình quá lười, quá ngại khi nghĩ đến việc bỏ ra vài tiếng đồng hồ vào buổi tối để làm podcast. Trong khi lúc đấy mình chỉ muốn lăn ra ngủ hoặc nằm xem tivi sau một ngày đánh vật với con. Mục đích mình làm podcast là để kể chuyện, để chia sẻ và truyền cảm hứng. Và mình làm hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên vấn đề của việc làm độc lập đó là vấn đề kỷ luật, self-discipline và tự tạo cho mình động lực. Thì bạn cũng thấy đấy là mình cũng không có deadline, mình cũng chẳng có xếp dục. Cho nên kết quả là hơn nửa năm vừa rồi mình cũng chẳng động đến podcast. Cũng thỉnh thoảng mình gặp vài người bạn và các bạn của mình cũng hỏi là thế khi nào để tiếp tục làm podcast. Nói thật lúc đấy mình cũng chỉ biết cười trừ, chả biết phải trả lời thế nào. Và mình cũng không thể lấy lý do là bỉm sữa được, bởi vì có bao nhiêu mẹ bỉm sữa vẫn vừa song song cả gia đình, cả công việc, vẫn chăm con, vẫn làm việc, vẫn phát triển sự nghiệp, phát triển bản thân. Nên là mình không thể lấy cái lý do là vì mình là mẹ bỉm sữa. Thực sự chỉ là vì mình lười, quá lười mà thôi. Thêm một kẻ thù nữa, đó chính là tính cầu toàn của mình. Người cầu toàn có một vấn đề, các bạn có biết là gì không? Đó là khi họ cảm thấy không thể làm một việc gì đó hoàn hảo theo ý của mình thì họ sẽ trì hoãn hoặc không làm nữa. Chính vì lâu rồi mình không làm podcast nên là mỗi lần mình có ý tưởng làm một episode mới là mình lại nghĩ phải làm sao cho thật ấn tượng để đánh dấu sự trở lại của Huyền Expat. Nên episode bình thường mà còn chưa làm được lại còn muốn làm thật đặc biệt thì đúng là quá làm khó nhau, trong khi cả năng lực và thời gian của mình đều có hạn. Cách đây mấy tuần, lúc nằm trên giường với con trai lớn trước giờ đi ngủ thì con mình thủ thỉ với mẹ thế này: mẹ mà làm được 100 episode thì con sẽ mời mẹ đi ăn. Nghe vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, thế là mẹ bỉm lại có động lực để làm podcast. Cũng phải nói thêm là trong một bữa ăn tối thì mình nói với con là mình không bao giờ để cho bản thân bị nghiện ngập cái gì. Cứ cái gì mình đang thích thì là mình sẽ dừng lại. Ý mình ở đây là ví dụ như đang lướt Facebook nhá, thì sẽ dừng lại. Hay đang ăn một cái gì ngon thì mình sẽ dừng lại, chứ mình không tiếp tục thỏa mãn cái cơn nghiện của mình. Ông con trai nghe mẹ nói xong hỏi một câu quá đau lòng. Các bạn biết hỏi gì không? Cái gì mẹ thích mẹ đều dừng lại như làm podcast à? Mẹ điếng người không nói được câu nào. Vì vậy động lực để quay lại làm podcast của mình không phải là vì các bạn đâu, xin lỗi nha, mà bởi vì mình muốn được con trai mời đi ăn khi mình làm đủ 100 episode. Mình đã quay lại rồi đây, và mong bạn tiếp tục ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lời thú tội của mình.